Hello Simon, có nghe cô nói không? Đây cũng là một sản phẩm đã được Bộ Y tế. Con nghe rồi nhưng mà nhỏ quá. Nhỏ quá. Con à? Mở volume đi, con mở volume bên con thử. Rồi được rồi. Cô nói to vậy? Cô nói nhỏ. Được chưa? Được rồi, dạ được rồi. Con nói đi. Cô nói nhỏ thôi, đừng có nói to. Ừ. Thì con mở to hết cỡ rồi. Ừ. Con mở vừa tai con nghe thôi. Ok. Nào, how are you today? How are you today? Cô nói to quá vậy. Thì con bớt nhỏ lại xíu. Bớt nhỏ lại con thì không nghe. Thì con bớt nhỏ một tí xíu thôi, con đừng có bớt nhỏ quá. Cô nói đi không sao. Cô nói đi. Ok, được chưa nào? Con nghe vừa chưa? Dùng máy con. Cô dùng máy rồi. Sao cô không thấy con mất tiêu vậy? Cô không biết. Cô thử nói. Ừ, được chưa con? Nghe vừa chưa? Con không nghe cô gì? Hôm nay con làm gì? Hôm nay con học. Không có học gì hết. Ở nhà chơi nguyên ngày hả? Chơi trong cái lều hả? Không phải, con không chơi cái lều, con cũng phải ra học mới chơi. Học cái gì? Đang nghỉ hè mà học gì? Học online luôn hả? Học online, học toán, học đàn. Chứ học đàn nữa hả? Có học piano hả? Piano học gì? Con đánh được bài gì rồi hả? Bài 101. Bài 101. Gì bài gì mà bài 101? Con biết đánh được bài gì rồi. Bài romance đánh được chưa hả? Con biết bài romance hay là birthday to you, có biết đánh bài đó chưa? Hả? Bài đó em cho em, bài đó cho em đánh. Thì con là trẻ em đó chứ con người lớn đâu. Cô biết con là mấy giờ con biết cô làm được bài nào không vậy? Con cô... không hề học cái bài Birthday to you đó. Con học cái bài khó hơn cái bài Happy Birthday to you đó. À, học bài khó hơn bài Happy Birthday luôn rồi hả? Con học đàn giỏi hơn anh của con. Biết anh của con mấy tuổi không? Anh của con mấy tuổi? 15 tuổi. Ừ. Mà anh biết đánh bài gì rồi? Bài Happy Birthday to you. À dễ hả? Anh 15 anh tuổi. Anh 15 tuổi. Ừ. Rồi bây giờ mình học tiếp bài của mình nha. Con học một con nho dạy rồi. Rồi cô hay là thầy dạy đàn con hả? Con nho thì lấy cái roi hút con. À vậy á hả? À thì ra là đi học đàn á là nho ấy là bị lấy cái roi hút. Vậy khi nào con phải nói mẹ. Mà nó hỏi con lại con mà biết mẹ. Ồ vậy á hả? Ừ, con mà học không nghiêm túc con nho quá là cô mét mẹ. Rồi mẹ làm gì xem mình? Nhịn đói cả tuần. Nhịn đói cả tuần luôn hả? Trời ơi, thiệt là kinh khủng. Rồi. Con đợi cô xíu nha, con đợi cô xíu nha. Thôi con đi uống nước nha. Ủa, tiếp chăng? Rồi con đi uống nước đi, cô đợi con. Dạ. Dạ 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 dạ. Cô ơi, sao con không thấy cô? Cô ơi, sao con không thấy cô? Here, I'm here. Ok, đi toilet chưa cô, nào? Sao hồi nãy con không thấy cô vậy? Miu 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 miu. Ok,
Thôi bây giờ học đi. Lần sau là mình đi toilet trước khi đi học đi nha. Dạ. Không. Ok. Không, tại vì con đi toilet coi giận khác nước. Đi toilet thì khác nước. Coi coi im lặng cho con nói. Để cái màu xanh hoa con á. Cái màu xanh, cái hình dung màu xanh nó hoa cô à. Miêu 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 miêu. Rồi giờ được chưa? Mình học tiếp nha. Tại sao cái màu xanh nó lại dẫn hoa cô ta? Simon, hôm trước mình học á, còn nhớ bài hôm trước mình học không? Nhớ. Học về cái gì ta? Lại quên nữa rồi. Ok. Cô giáo chắc còn quên sao? What is this? Now what is this? Con nhìn lên hình cô xem. Now what is this? Is it? Mình sẽ trả lời sao? Quên mất tiêu rồi. Elephant. Elephant. Con sẽ trả lời sao? Không, không phải. Con sẽ trả lời nguyên câu cho cô xem. Nếu cô hỏi con là what is it thì con sẽ trả lời là is. What? Is it? A, is an, is an egg. Đúng rồi. Ok, good. Number two, what is it? Is an ear. Is an ear. Number two, not number three. Number two is an. Is an elephant. Đúng rồi, elephant. Rồi number three. Có thể là what is it? Is an ear. It's đúng rồi, it's an ear. It's an ear, chứ không phải là it's a ear. It's an ear. It's an ear. Good, now next. We move to the next one. Ủa cô ơn cái gì cô ơn cái gì vậy cô ơi? Cái gì con? Chữ S phía sau. Chữ S phía sau. Chữ S là cô. Sao? Con chữ S phía sau á. Chữ S phía sau hả? Chữ S viết phía sau. Không có hiểu. Con nói gì? Cô thiếu chữ S hả? Cô thiếu chữ S ra hả? Đâu có đâu. It's an ear thôi mà. Chứ chữ S chỗ nào nữa? Không phải. Elephant á. Chữ elephant. Còn nhớ có lúc cô viết chữ S chưa đó. Đâu có elephant thôi chứ Simon. Đâu có S. Khi nào mà con có nhiều con voi á thì con mới có từ à. Nào. Khi nào mà con có nhiều con voi thì con mới có cái từ này nè. Lý con đang nói là từ này hả? Đúng mà, đúng không? Đúng nha. Khi nào mà con có nhiều, con có hai con voi á thì con mới xài cái từ đó, con mới sử dụng cái từ đó chứ. Ok. Now next. And we move to the next slide. Now, what is this? Now, what is this, Simon? Number one. What is this? It's an eye. Yes, good. It's an eye. Now, next, what is this? What is this, Simon? It's an eagle. Ah, it's an eagle. Very good. It's an owl. It's an eagle. Okay. It's an earth. It's an earth. Hoặc là con sẽ có cái câu là it's the earth. It's the earth. Earth. Okay. Đó là hành tinh của mình đó. It's hành tinh. The earth. Ok, good. Simon thuộc bài về nhà quá hè. Ủa Simon, con biết từ vựng chưa? Rồi. Dạ rồi hả? Quá giỏi luôn ha. Ok, now. Khi nào á, thì con sẽ viết cái chữ E lớn này. Tên trung, tên em, đầu câu. Đúng rồi, tên riêng hoặc là đầu câu. Ví dụ như con có
tên riêng là tên là gì? Chà chà. Rồi khi nào mình dùng chữ y nhỏ nè thì là tên mà chung. Ví dụ như egg, elephant, eagle, hoặc là những cái chữ mà nó đứng ở giữa câu. Ok. Nhưng mà con nhớ nha, ở đầu câu con phải viết cái chữ e lớn lên. Now next. This one. Ví dụ giống như con có cuốn sách này á, thì con sẽ viết cái gì? Chữ gì ta? Chữ gì đây? Sách này sách gì? Con sẽ có là tiếng Anh. Con học sách tiếng Anh á, con đi học môn tiếng Anh thì là gọi là gì? Ở trường gọi là gì? English. Đúng rồi. English. English. Nhỏ. Thì con chữ sẽ là... nhỏ. Chữ chữ ai nhỏ hay là chữ ai? Đúng không? Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc. Now let's see. English. English. Con phải viết chữ này chứ, English. Ví dụ con sẽ nói là Simon. Simon. Learn English. Thì con chữ English con cũng sẽ viết khoa như vậy nè. Nó đặt ở đâu con cũng sẽ viết khoa, vì nó là tên riêng cái môn học đó mà. Con tưởng, tại vì con tưởng nó là ai. À. Ok, tiếp theo nha. Continue. Let me see. This one. Chỗ này mình sẽ điền từ gì đây à? Con có biết cái chữ này không? Boy or baby? Children. Ah, children hả? Đúng rồi. Ngay chỗ này mình điền chữ nào? Chữ y lớn hay chữ y nhỏ? Small e or big e? Nhỏ. Rồi, let's see. Yes, children. How many children? How many children, Simon? Cô đến thử có mấy bạn nào? How many children? Cô đếm cho cô xem. How many children? Ba cộng ba bằng sáu. Hmm? Ba cộng ba bằng sáu. À, six children. Cô sẽ nói là there are six children. Okay. Cô sẽ có đây nè. There are six children. Con lại đâu rồi? Con làm gì vậy, Simon? There are six children. Okay. Now next. Cô ơi, hôm nay sinh nhật của em con. Sinh nhật của Su Hào á hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi ở nhà mà. Sinh nhật. Để con có sinh nhật. Để con coi. Để con coi chút coi đồ chơi của nó là gì nha. À, trời 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 ơi. Cô hãy xem đồ chơi của nó. One new phone. Cái gì mà lớn dữ vậy? Cái gì mà to dữ vậy? Cái xe hả? Đường đua xe. À, rồi có cái chiếc xe chạy vòng 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 ở trên đó hả? Đúng rồi. Ừ. Vậy thôi, cất đi rồi tí nữa chơi. Mà cô thấy nó sướng không? À. Sinh nhật của con đó. Con cứ tặng cho con một cái súng nha, xíu xíu. Ừ. Yeah. Con chỉ được một cái súng xíu 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 thôi hả? Mà còn có một cây cung to bị láo hơn cái mặt con nữa. Ai? Của con hay là của Su Hào? Của con. Mẹ tặng cho hai. Mẹ tặng cho hai anh em hả? Ừ. Thì sinh nhật con cũng tặng nhánh vậy. À. Rồi, thôi ngồi yên đi. Được rồi. Kể vậy được rồi, học tiếp đi. Nào, E4. Con sẽ có E4 gì đây? Tiếp theo nè, bài tiếp theo mình sẽ có từ gì? Chà, từ mới đây. Simon có biết cái quả này không? Caramel. Cái gì? Đọc cái quả gì mà ghê vậy? Caramel. Caramel. Con có biết trái cà tím không? Trái cà tím á. Con còn không biết nó tên gì nữa rồi. Con không biết trái cà tím hả?
Nó là eggplant. Eggplant. Cái trái cà tím. Hôm bữa nào nói bà ngoại mua trái cà tím về chỉ cho con nha. Không bao giờ. Cho con biết. Nó mang trái cà tím về con phải. Con phải ăn hả? Con phải ăn trái cà tím. Con có biết trái cà tím không? Đây, để cho cô cho con xem trái cà tím. Là cái trái này nè Simon. Trái nào? Từ từ để cô cho con xem. Làm chụp plan. Cô ơi, chụp plan nó giống như y chang chụp plan, giống như máy bay vậy. Nhưng mà chưa ép thì không giống. Đúng rồi. Đây nè, con thấy chưa? Con thấy trái cà tím chưa? Đây nè. Ừ, cô ơi. Cô bỏ nó đi. Giờ quá. Con chờ cô nó sẽ về. Vậy hả? Con không có ăn đâu hả? Đó, đây nè, đây là cái cà tím đó, em về. Trời ơi, có hôi đâu mẹ con quá à, con xạo quá à. Con nhìn thấy nó, phải về. Ok. Em là. Tiếp theo nha. Đâu rồi, cái bài mình đang học tự nhiên đâu mất tiêu rồi. Lê lê lê, vậy là không học nữa vậy. Kỳ vậy, đây. Ok, kìa. Eggplant. Con mất tiêu rồi. Con đợi cô xíu. Here. Con sẽ có eggplant. Con đi đâu rồi Simon? Con ngồi lên xem. Con học con ngồi lên cho cô xem nào. Học một tiêu cũng vậy. Đó cô thấy chưa? Rồi bây giờ con viết cái chữ này vào vở cho cô xem nào. Eggplant. Con đọc cho cô xem. Eggplant. Con viết vào vở đây tiếp theo cái bài hôm trước đó. Ôi cái bút chì bự chảng của con đây nè. Con viết cho đàng hoàng. Của cái đó có hình có cái bút chì nơi nữa hả? Đúng rồi, ở trong. À. Con chỉ vở xem. Mà anh này không có viết được. Nè cô. Đây nè cô. Cô nhìn nè. À vậy á hả? Ôi trời ơi. Bắn ra cái bút hả? Rồi viết đi, lấy viết đi nào. Eggplant. Thì con lấy rồi đi. Con viết vào vỡ đi. Ừ, con viết vào vỡ con đi. Con tháo nó ra được luôn. Ừ. Con viết vào đi. Cô bút mực hay là bút chì vậy? Viết chì hả? Ở đây là viết mực. Ờ. Mà cái viết chì này khó luôn. Double G. Con sẽ thấy nó có chữ nè, nó giống như chữ S đó Simon, con thấy không? Nó con chia hai này ra, con sẽ có là chữ S nè với chữ plant. Eggplant. Nó gồm hai chữ S and plant. Mà chữ S thì nó giống cái trái à. Chứ quả trứng nó giống quả trứng, chữ S thì nó là quả trứng, chữ plan thì nó là máy bay. Đúng rồi. Máy không, bay. Có cái chữ bay. Plan này nè, cái chữ plan này nó có nghĩa là cái cây á. Cái cây á. Những cái cây ở trong nhà con trồng, ở trong nhà con có cái cây gì không? Không. Không hả? Thì gọi là plan, mấy cái cây cảnh ở trong nhà. Không, con chỉ có hoa xương rồng. Hoa xương rồng. Cây xương rồng. Con chỉ có cây xương rồng. À thì cây xương rồng cũng gọi là plant được đó. Eggplant. Nó có đụng dẻo. Con đụng vào nữa hả? Rồi nó chăm tay con hả? Đúng không? Đéo. Đéo.
Rồi, thôi, thôi 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 được rồi đó. Đồng chí viết vô đi. Viết vô vở chưa? Ủa? Con viết từ 3 năm trước rồi mà. Rồi con vẽ cái hình quả cà tím vào chưa? Không, con không vẽ quả đâu. Tại vì con vẽ 6 lúc trên là con sẽ ghi con. Con mới được. À, con ghi quả cà tím cũng được. Quả cà tím. Con cắt cái này. Con học hành nghiêm túc đi chứ con làm gì con lay hoay cả buổi à. Ủa điện thoại của ai vậy con? Ủa điện thoại của ai con? Có điện thoại. Con đưa cho bà ngoại đi. Bà ngoại ơi, có điện thoại. Alo. Có ai gọi cho bà ngoại á? Ừ. Học tiếp đi con. Ăn gan lam bỉ. Quả cà tím chưa? Rồi. Tiếp theo nha. Chưa. Để coi, ủa nó đâu rồi? Là hiếm. Ừ. Ủa, hiếm giờ bất tiêu láo. Được chưa? Tiếp theo con sẽ có cái này là cái gì đây? Exam. Exam. Nào từ thứ hai đi nào, từ thứ hai. Quả cà tím. Ừ. Chưa. Con viết chữ A thành chữ G. Rồi chưa? Được chưa nào? Là cái gì vậy? Cái này là cái gì? Exam. Con có từ exam, con đoán thử coi cái này là cái gì? Là bài đúng. Có nghĩa là bài kiểm tra. Exam, bài kiểm tra. I have an exam. Có xong chưa nào? Được chưa con? Bởi gì vậy con? Được chưa con? Con xong chưa nào? Cái viết này khó thôi vậy. Bút chì hay là bút mực? Bút mực. Thì con kiếm cây bút thường ngày con hay viết đi. Thường ngày. Rồi chưa nào? Con học mà con cứ lay hoay liên tục vậy khi nào nó mới xong say mình?
Được chưa con? Là được rồi con. Ok. Nào từ cuối cùng con biết không? Con nhìn cái từ cuối cùng thôi, cái hình cuối cùng xem. Biết không? Nào. Can you guess? Income. Hả? Income. Trời ơi. Từ tiếng Pháp. Rồi tiếng Việt là, à tiếng Anh là cái gì? Là gì? Eraser. Nào, eraser. Còn cái từ nào khác không? Không. Hoặc là nó có từ rubber. Con có cái từ này cũng là cục gơm này. Nhưng mà con đang học vần y mà. Thì con sẽ có eraser. Nào, con viết vào đi nào. Eraser. Rubber. Hai cái đều giống nhau. Không, nhưng mà con đang học cái vần y mà. Cái chữ cái y mà thì con phải học là eraser chứ. Chứ sao học rubber được. Rubber là khi nào con học chữ A thì con mới học rubber chứ. Nào, eraser. Ai, nhắn tin cho mẹ nha. Nhắn tin cho mẹ Hạnh nha. Nào, eraser. Ok. Được chưa nào con? Ừ. Eraser, cục tẩy. Học con là cục con cái hình cũng được. Được chưa? Con lỡ là cục gom rồi. À, cục gom cũng được. Cục gom hay cục tẩy gì cũng giống nhau mà. Nào con đọc cho cô nghe xem. Eplant. Eplant. Exam. 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 Ok. Eraser. Eraser, đúng rồi. Nào tiếp theo con có cái gì đây? Anh trộm. Pen. Trong này nó có chữ pen nữa nè. Chữ pen, khi mà chữ y đứng ở giữa thì con có chữ pen. Cô ơi, con. Ủa mình đang học cái chữ y đứng đầu à? Rồi bây giờ tới chữ y ở giữa thì con sẽ có là chữ pen. Rồi, còn ba tên cướp này. Ba tên cướp hả? Rồi, con viết chữ pen chưa? Con viết chữ pen. Để cô cho con coi cái thành này đi, con báo cảnh sát đó. Nhanh đi. Con viết đi nào. Oh no. Ôi. Giờ này mà oh no với oh no gì? Oh no. Được chưa nào con? Mật. Con gà mang tê lê. Rồi, tiếp theo con sẽ có là gì? Hen. Nào tiếp theo, hen. Hen là con gì? Con có hen là con gì Simon?
Hen là con bò phải không? Hả? Hen là con bò hả? Con sẽ có là con gà mái á. Con gà mái mẹ thì mới gọi là hen. Gà mái mẹ. Ok. Nào con ghi bài đi nào. Vậy con gà trống. Con gà trống con. Con gà trống á hả? Con gà trống con hả? Gì cô tự nhiên con gà trống con. Con gà trống là con gà trống. Con gà trống là con có chữ rooster. Chữ này nè. Vậy con gà. Con gà đa. Con gà bố hùng là con gì? Con gà bố là gì? Con gà bố hùng nữa chứ trời. Rooster là con gà trống đó. Rooster. Vậy con gà bố. Rồi rooster đó là con gà trống đó. Gà trống là con gà bố hả? Đúng rồi. Rồi gà... con viết bài vào chưa? Cô ơi vậy con gà sư tổ. Thôi. Cô ơi con hết mực rồi cô. Hen. Con hết mực rồi. Cái bút từ hôm trước giờ con đang viết đâu? Con hết mực rồi cô ơi. Con đổi bút khác đi. Chưa? Rồi viết tiếp đi nào. Hen. Hen, con viết chưa? Con đóng tập lại. Con gà mái te le sang bạn. Hát dở quá. Con hát bài con gà gáy té le sang rồi ai ơi hả? Ngoài đó trên đúng trường rồi. Hả? Trên trường con học bài đó hả? Tại vì dở quá. Thì phải hát nhiều lên nó mới hay. Vậy thì con viết con gà mái té le nha. Rồi chưa? Tiếp theo từ cuối cùng con có từ gì đây? Con cứ ngồi con nói là hết giờ luôn. Mình Men, những người đàn ông á. Mà con thấy giống từ trước mà. Ừ. Men. Giống y chang 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 từ trước luôn. Rồi, viết vào đi, viết vào chưa? Tí nữa về là mẹ Hạnh mẹ coi hôm nay con học cái gì đó mà mẹ thấy con như vậy là thôi chứ. Chắc mẹ không cho ăn sinh nhật luôn quá. Nào man, con ghi chưa nào? Dạ con ghi rồi. Người đàn con... ông chưa? Ghi những người đàn ông chưa? Con ghi đàn ông thôi. Ừ. Con ghi đàn ông thôi nha. Ok, nào con đọc cho cô nghe xem. Pen. Con gà mái té le té le con ạ. Rồi, tiếp theo con có từ hen. Con đọc cho cô nghe xem Simon. Hen. Hen. Man. Hen, man. Pen, hen, man. Hen, pen, man. Nào, giờ bây giờ cô chỉ con đọc cho cô nghe xem nha. Ok. Nào, pen. Quickly, con đọc nhanh xem. Pen. Nào, sao cô không thấy mặt con vậy? Pen, hen, hen. Nào, hen, man. Pen, hen, man. Pen, hen, man. Ok. Con để trên đây nha. Structure. What are they? Thì con sẽ trả lời là they are. Mà nhưng mà nó sẽ đây. Tiếp theo. V
Ví dụ giống như con có, đây để cô xem. Nào, đây nè, they are. Khi nào mà cô hỏi con là what are they? Sorry. Cô hỏi con là what are they? Thì con sẽ trả lời là they are. Ok. Rồi con cộng với cái số đó, rồi con thêm chữ s ở phía đằng sau nữa. Nhớ chưa nào? Bây giờ ví dụ như cô sẽ hỏi con là what are they? Con sẽ trả lời cô làm sao, Simon? What are they? Đây là cái gì đó? What are they? Thì con sẽ trả lời là they are gì? Con đếm thử xem they are, nào. I don't hả? Cái gì? They are five. À, they are five. They are five gì hả? They are này, five. Đây là cô. Đây là phải giết của con. Giờ con sẽ giết mình nè. Không biết có giết được không? Nè, they are five pence. Con đặt cái súng qua một bên đi. Khi nào học xong rồi chơi nào. Ủa, cái này là phải giết mà. Pence. Cái này là phải giết mà. Con chơi cho xong đi, cô đợi con. Con chơi xong rồi. Chơi nữa đi. Chơi cho đã đi rồi cất qua một bên xem. Rồi tí nữa học xong rồi chơi tiếp nào. Vừa học vừa chơi vậy rồi sao con? Ở trường cô giáo có cho dạy không? Con mà học vậy con đâu có tập trung đâu. Rồi qua ngày mai là con quên hết. Học tí xíu nữa là nghỉ rồi nè. Mau lên. Rồi đi ăn sinh nhật nè. Ăn sinh nhật hả? Ngày mai mới sinh nhật mà. Ngày mai hả? They are pens. Ở đây người ta gọi là they are pens, hoặc con sẽ trả lời là they are five pens. Ok. Con đặt cây súng xuống chưa? Rồi. Ừ. Ok, they are pens hoặc là they are five pens. Con nhớ nha. Now, we play a game. Do you want to play a game? Yes. Let me see. Now. Circle. Nào bây giờ cô nói rồi con circle nha. Circle 1 2 3 1 2 3. Circle pen. Quickly. Pen, huh? How many pens? Oh. 1 2. Cô chưa, tại vì con có hai cây. 3 and 4. Okay. Now circle hand. Gì con nhà? Hand. Circle eagle. One, two, three, four. Okay. Circle. Circle elephant. Cô ơi, tại sao có con bự nhất, có con nhỏ nhất vậy? Thì để cho con kiếm không ra đó. Mà ai ngờ con kiếm ra đó. Tiếp theo, circle airplane. Airplane. Cô đọc có airplane là... Cô đã airplane hay là airplane? Airplane. One. Three, four, and five. Very good. Now, circle the last one. Yes. What is it? It's an eraser. Oh, gì is it? Gom. Ghê vậy. Đọc gì ghê vậy? Rồi bây giờ cô đố con nha. Another game. Bây giờ cô chỉ và con sẽ trả lời cô đó là cái gì ha? Okay, now, are you ready? Bây giờ cô hỏi con, rồi con trả lời nha. It's a green. Bây giờ cô vòng lại, rồi con đoán nha. À, bây giờ cô che lại đi. Con đoán là cô che cái hình gì ha? Được không nào? Rồi, bây giờ con nhắm mắt lại đi. Close your eyes. Close your eyes. Okay. Okay, now Simon, open your eyes and
This one, what is it? Can you guess? Circle. Cô biết là circle rồi, mà phía đằng sau cái đó là cái gì? Bây giờ ví dụ mở ra xem nha. Cô sẽ mở ra coi thử đó là hình gì. Elephant. Con nhớ, con hiểu ý cô chơi chưa? Bây giờ con nhìn cái tranh một lần cho kỹ đi. Con nhìn cái tranh cho kỹ nha. Look at it carefully. Được chưa nào? Kỹ chưa? Kỹ à. Okay, now. What is it? Simon. Now open your eyes. Kỳ ta. Cái gì ta? Ở trong cái gì ta? Ở trong nó có cái gì? I don't know. Elephant. Mình xem thử mình đúng không nha. 1, 2, 3. Open. Oh no. What is it? Cái đó là gì? Tiếng Anh mà. Chứ tự nhiên có học tiếng Việt đâu. Airplane. Đúng rồi. Now next. Again, another. Now, close your eyes. Bây giờ con nhắm mắt lại tiếp đi nào. Nha, cái này dễ nè. Để cô xem. No. Chưa. Oh, wait. No. Chưa. Another. This way for me. Được chưa? No, not yet. Now, this one. Okay. I'm okay now. What is Pen. Pen? Are you sure? Đúng không đó? Yeah. Con có nhìn không đó? Now, let's see. Con thử đúng không nha? Very good. Okay. Now, another. Now, close your eyes. Bây giờ để xem nha. Okay, I'm okay. Now. Elephant. Are you sure? Yes. I don't think so. Now let's check. Yes. Xem thử nha. No, it's a pen. Now, others. Okay. Elephant không bự bằng cách. Now close your eyes. Rồi bây giờ con nhắm mắt lại nào. Okay. Ơi, kìa con mở mắt kìa, phải không? Ok, con thấy rồi. Rồi, xong rồi kìa. Now, Simon, I'm done. Now. Cô ơi, cô cho lại đi, con không biết. Rồi, hình khác đúng không? Now, wait. Ok, another. Now, let's see. Ok. Now, I'm done. Now close your eyes. Open your eyes. What is? Eraser. Are you sure? Không được. Con gà mái là chicken. Chicken hả? Hen. Hen. No, thì con thử phải không nha? Oh, yes, it's a hen. Okay, now once more, the last one. Một cái nữa nha. Close your eyes. Thấy rồi nha, che mắt kính lại nha. Okay. I think you know this one. Okay, Simon. Cái gì ta? Cái gì? Eagle. Are you sure? Yes. Now let's see. Is it eagle? I don't think so. Cloudy. It's an airplane. Okay. Next, Simon. Được rồi. Xòe đi ra. Chúng ta xòe đâu? Anh em không biết. Okay. Dennis, another game. Question. Oh no, maybe this game we will play next time. Hôm sau mình chơi cái trò này nha. Okay.
And this is your homework. Bài về nhà của con là cái gì? Homework. Hả? Con phải viết, con viết một và một từ đến 5 lần nha. Mỗi từ 5 lần ha. Ok. 5 times for each word. Con sẽ có từ gì? Từ đầu tiên con có là từ gì hè? Con nhớ không? Mình có nhớ không? Con sẽ có từ đầu tiên là airplane. Rồi từ gì nữa? Từ gì nữa ta? Đi học thì có bài kiểm tra thì là có là exam. Đúng không? Rồi, cái khi mình viết sai thì mình dùng cái gì? Cục tẩy, đúng không? Cục gom là eraser. Rồi. Ủa, là con phải viết 25 chữ á con ạ. Đúng rồi. Rồi, tiếp theo mình có cái bút mực là gì? Cái bút mình viết hàng ngày là gì? Pen. Rồi mình có gì? Con gà mái mẹ là gì? Hen. Rồi từ cuối cùng con có là từ từ gì ta? Từ gì ta? À, từ man. Ok, được chưa nào? Ok. We will play we will continue next time. Con nhớ viết những cái từ này nha. Có thể. Hmm? Có thể ai okay. Có thể những cô ơi, con ok nha okay. Con ok là có một người á, có một người xem con á, có ai không, con không biết ai nữa, con ok thử thôi, đừng có ok, ok chị, con đang học với cô mà tự nhiên con cho ai vô xem ai cô okay. Ơi cô ơi, cô tắt mình nhanh lên nào, bye bye Simon. Goodbye. See you next time. Okay, bye. Goodbye. Bye.